đi điệp đây. Đi điệp ạ? Ừ. Còn cái chị Khoa của Hien. Nhiều đây. Phải chị Hien đấy kìa. Phải cho bác. Hãy subscribe cho kênh Khoa để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
cho mày là đĩa là xe là màu đen thì có màu đen, có màu tinh gỗ đen đấy, hoặc là màu cánh rán già thì nhìn nó giống gỗ nhưng mà nó màu thẫm. Cái này nó rất là dính, nó có độ kết dính nên là nó sẽ không làm cho bị gỗ nó sẽ không bị mọt nữa, mà giá thành thì nó lại rẻ. Con khai nó dựng vào trong cái nó cũng làm lấy cái này nó làm. Màu này là nó lại nhạt, cái rắn non đó là nó này thôi. Còn bây giờ cái này nó đây có màu đen nhưng mà màu đen này ít người dùng nhá. Lấy cái này đi nhá. Pha một nửa cái can này thôi hoặc là 2/3 cái can này đi, pha 2 lít đi. Thì mình đổ cái này vào, nếu lỡ mà nó bị đen quá thì mình còn có cái đấy bù vào. Mà nếu mà mình thấy nó nhạt màu quá thì mình lại cho cái này thêm vào. Có nghĩa là mắm muối nó phải mắm nước nó phải vừa nhau. Không mà bây giờ một phát mà đổ hết cái này vào xong nó đen quá lại chạy ra đây để mua thêm cái kia. Những cái xương ấy là nó hay bị mẻ, nhưng mà đấy là lúc mình mới. Bây giờ đây này anh mài cái mép này nó mỏng, nhưng mà nếu mà mài mình cứ dùng đi, xong đến lúc
chặt nhẹ thôi không? Chặt ngang gặp vịt và vô tư là quá đẹp. Thank you.
rồi. Thank you.
Ai mua kẹo cho nhỉ? Bảo ạ.